Chào các bạn, như các bạn đã biết thì cái thao tác Ctrl-C, Ctrl-V là thao tác copy và dán đó, là cái thao tác thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên mặc định hệ điều hành Windows thì chỉ cho phép chúng ta copy một lần thôi. Đây các bạn nhìn ạ, nếu mà chúng ta copy lần thứ hai thì nó sẽ tự xóa cái copy lần trước đi. Thành ra chúng ta không copy nhiều lần được. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bật tính năng multi-copy, tức là chúng ta có thể copy nhiều dữ liệu vào trong clipboard và lần sau có thể dùng lại được. Để bật tính năng đó thì các bạn sẽ bấm vào nút Start. Sau đó thì các bạn sẽ gõ chữ clipboard. Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả tìm kiếm một mục là clipboard setting. Thì chúng ta biết rằng clipboard là cái nơi mà nó chứa dữ liệu mà chúng ta copy vào. Ở đây có một cái mục là clipboard history. Có thể hiểu đây là cho phép lưu lại lịch sử copy của bạn. Và chúng ta thấy trạng thái của nó đang là off. Các bạn sẽ bật lên, gạt sang đây là on. Và bây giờ tất cả copy của bạn sẽ được nó lưu thành lịch sử. Và muốn chọn những cái copy nào để dán ấy, thì chúng ta thay vì là Ctrl-V, chúng ta sẽ ấn vào nút cửa sổ và V. Nó sẽ cho phép chúng ta chọn là dán cái nội dung gì. Bây giờ tôi sẽ thử dùng luôn nhé. Đóng lại này. Ví dụ tôi sẽ muốn copy 3 nội dung. Đầu tiên đó là cái link của sản phẩm này. Tôi sẽ ấn Ctrl-C như bình thường, hoặc là ấn copy ở đây cũng được. Tiếp tục, tôi muốn lấy cái nội dung tiêu đề. Tôi lại copy lần 2. Và thứ ba tôi muốn lấy cái nội dung ngắn, copy lần 3. Và bây giờ tôi sẽ muốn dán nội dung đó vào trong cái clip này. Thì thay vì các bạn dùng cái thao tác là paste hay là Ctrl V đó, thì chúng ta sẽ có cái thao tác khác, đó là ấn nút cửa sổ giữ và ấn nút V. Lập tức nó sẽ hiện ra cái danh sách lịch sử copy của bạn. Bạn nhìn ạ, có 3 cái lịch sử này. Và chúng ta sẽ dùng chuột hoặc là bàn phím để chọn cái copy đúng của chúng ta. Ví dụ đây, tôi sẽ chọn cái tiêu đề ở trên này. Tiếp tục, ở dưới này tôi muốn chèn link thì tôi lại ấn nút cửa sổ và V. Và tôi chọn cái mục link ở đây là mục thứ 3 này. Tiếp tục tôi muốn dán cái nội dung vào, tôi lại ấn cửa sổ và V. Và đây là cái nội dung ngắn. Như vậy cái thao tác multi clipboard hay gọi là history clipboard này sẽ cho phép chúng ta thao tác nhanh hơn với chuyện là copy nhiều nội dung. Thì trên đây là cách để bật tính năng copy nhiều nội dung cùng một lúc và dán nhiều nội dung một lúc với Windows 11. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.